Tình hình dịch bệnh thì mặc dù là rất căng thẳng đúng không mọi người, nhưng mà qua đâu đó cũng xin báo cho mọi người tin vui, để chúng ta có cái tinh thần, cái năng lượng tích cực đó đúng không? Nhưng mà đây là thành phố Hồ Chí Minh đã 21.000 ca được khỏi bệnh nha mọi người, và hôm nay thì cái số ca dương tính nó giảm so với ngày hôm qua, tức là giảm hơn 1.900. Đó, thì cái đó cũng là một cái tin khả quan để cho tinh thần mọi người nó được sảng khoái hơn. Rồi, cảm ơn mọi người. Xin chào chú Cầm. Hello con Dạ. đúng ra bữa nay tao buồn quá, tao không muốn lên live, nhưng mà nó có những cái thông tin quan trọng thì tao lên là tao chia sẻ thôi. Nhưng Dạ. mà tao buồn là vì ở cái chỗ là cái người dân Việt Nam mình họ không thể ý thức được, nó có những cái mà mình không thể, mình đến nói đi nói lại hoài mà mình cảm thấy là mình buồn bực là ở chỗ họ không có hiểu được cái sự nguy hiểm của cái dịch bệnh này đó con. Dạ. Cho nên vì đó mình cảm thấy mình buồn ở cái chỗ là cái người dân mình họ không có ý thức được những cái điều đó. Ở đây thì theo báo Có cáo người của mới 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 bổ sung một cái tin vui về thông báo dịch bệnh buổi tối này mà bố. bây Thật giờ tuyệt vời. ta không thấy, nhưng mà được rồi, để đi phía nói chuyện, để ta đang nói lỡ giờ bố coi một cái clip của một cái con nào đó thì nó nói là có những người chết ở trong khu cách ly của Việt Nam mình đó live stream, nhưng mà nó cái live stream của nó cũng có ý tốt chứ không phải là nó truyền bá gì cả, nhưng mà nó nói á, người ta đã cảnh báo đừng tụ năm tụ ba ở trong một cái chỗ tập trung mà để mà coi như là tập trung để cách ly, mà tất cả mọi người đổ ra ngoài sân giống như cái sân trường vậy đó, rồi năm bảy người tụm nhum tụm ba lại, trong đó có là trong đó có một người chết kìa, chiều hôm qua lúc 5 giờ chiều mà đến thứ ba tới 3 giờ sáng tới 5 giờ chiều họ mới chuyển cái xác ra đi, tức như là cái chuyện đó có thật, cái điều đó phải trả giá thôi, cái điều đó mình phải hiểu rằng cái cuộc chiến nào nó cũng có sự trả giá cả, chứ mình cảm thấy là buồn là ở chỗ đó người dân mình không có thức tỉnh và người ta coi những cái chuyện đó là một cái chuyện giống như kiểu như là bệnh ai nấy sống rồi, nói chung là người không, nói chung là mình không hiểu nói sao. Ở trong đây nó có một cái cảnh này, cái nào mới đăng lên là một anh chàng chạy xe rim rồi muốn thông chốt không ra, nhưng mà người ta cũng không cho ảnh, bắt buộc ảnh tông ra, rồi xong rồi nhân viên bảo vệ họ gô cổ ảnh lại cho lên đồng ý, nhưng mà tại làm sao phải làm vậy, tại ta hỏi ta thắc mắc tại làm sao mà phải làm như vậy, tại làm sao bắt được phải phải bắt buộc phải đi ra ngoài cái dòng cái chỗ mà cái người ta cách ly được, tại làm sao mình mới hỏi, mình đánh với hỏi mình tại làm sao. Ta chán nản và ta buồn bực rồi. Thì trước khi mà các con báo cáo thì bố hôm nay bố cũng gọi về điện thoại về ở Việt Nam thì tại phải nói một cái cách như vậy, là hiện giờ là những cái ca lây nhiễm và có thể là trầm trọng, và cái bệnh dịch Việt Nam mình đang tới một cái giai đoạn quyết liệt, cho nên việc đó có nhiều ca chết rồi, có nhiều người tăng rồi, bác sĩ là những cái bệnh viện quá tải rồi, nói chung là có những cái điều, những cái tin buồn, cái điều đó mình không lấp liếm, mình không thể nào mình nói là không có gì hết, chuyện là không đúng. Nhưng mà có một cái điều mà có nghĩa là mình buồn cho người dân Việt Nam mình không có ý thức được những cái chuyện xảy ra và không có hợp tác với lại cái chính quyền, và nó có thể là được bị tụi ngoài kia lợi dụng. Mình hình dung một cái điều giống như kiểu như cách mạng màu của các nước khác á, mình cảm thấy mình lo sợ, mình cảm thấy mình lo sợ cơ mà, mình lo sợ cho cái dân tộc của mình nó bị nồi da sáo thịt đó như vậy. Trong cái mùa dịch này thì có những cái thành phần mà bất hảo ở bên nước ngoài về xúi giục con người ta biểu tình, nhưng mà đâu đó ở trong Việt Nam mình vẫn có người nghe, vẫn có người ủng hộ, và vẫn nó khổ một cái mình buồn quá, mình không biết nói như thế nào hết. Nhưng điều lúc đó tao thì thực tế coi cứng rắn vậy, thực tế tao dễ mũi đồng, có thể nhiều khi tao nói chuyện rồi nhiều cái mà cảm xúc quá đà, có nhiều khi tao có thể khóc được, tao đã khóc một lần rồi trên live rồi, vì tao chứng kiến một cái cảnh là một anh lính Mỹ đạp lên một cái xác người phụ nữ Việt Nam tạo dáng để chụp hình, tự nhiên mình con người mình nó Không cảm trùng động được. nó trùng xuống và người mình rớt nước mắt. Cái đó nó qua rồi, cái đời qua 46 gần nửa thế kỷ rồi mà mình còn trùng, huống chi bây giờ. Thì không biết nói gì, nhưng mà có cái điều là tin vui thì cũng có mà tin buồn thì cũng có, nhưng mà tin vui nhiều khi cũng ít hơn tin buồn, có nghĩa là mình không thể nào mình nói mình giấu dịch được và mình không thể nào mãi được, nhưng mà tao hiểu điều đó, nhưng mà cái nào ra cái đó
Mình chỉ mong mỏi một cái điều kiện, một cái điều là người dân Việt Nam mình phải ý thức và phải có trách nhiệm đối với cộng đồng. Nói thì nói, mình kêu gào biết bao nhiêu lần rồi con, cái điện đàn của Dạ. con bố biết rồi, Xuyên nhưng suốt mà luôn. xuyên suốt luôn, nhưng mà bố bố thấy mình bố bất lực. Bất lực là tại vì cái tiếng nói mình nó không có lớn. Điểm thứ hai, mình không có uy tín trên cái bởi vì chúng ta đây là cái lơ lai con, cái 19 người coi, 20 người coi, trong khi nó rất ư là nhỏ nhoi, mình không thể nào mình mà mình Lan tỏa được. lan tỏa được. Mình bất lực bởi mình buồn, nhiều khi mình không có thể chặn. Ở đúng ra tao thấy tự nhiên tao lo âu và tao sợ, đáng lẽ bữa nay phải dặn nè, dưa cháy đi chợ dớt tóc đầy đủ, mà tự nhiên con người ta nó làm nó sao sao á, nó nghĩa là nó nản nản, mà Mất tập nhiều khi trung. nó không có muốn ra khỏi nhà. Cái sự lây lan của bệnh dịch Việt Nam mình làm tao đau, đau là một nỗi đau thực sự, và mình cảm thấy nhiều khi mình sự bất lực. Thì Con hiểu cảm giác của bố Cầm. Có một lúc nào đó mình cảm thấy giống như là mình nhỏ bé quá, không làm được cái gì mặc mà dù cái chuyện ha. Cái chuyện nó xảy ra thì thôi mình tao đã cũng cố gắng với tất cả sức khỏe, sức lực của mình rồi. tức là ở chỗ là tại làm sao có những người dân Việt Nam mình ngu si đần độn mức độ không hiểu nổi luôn. Mình thì mình có thể mình không hiểu nổi cái gương trước mắt của tất cả mọi người trên thế giới đã chiếu vào đó, đó là một cái một người ta Cái đã bài coi học như trước mắt. một cái bài học trước mắt vậy. Rõ ràng trước mắt các bạn, nhưng mà người dân Việt Nam mình khổ, nhiều khi mình nói mình bất lực, mình không hiểu nào, mình bực mình nhiều khi phát cảm lên. Bây giờ con nói thiệt với bố á, con cũng cảm xúc giống bố. Nhưng mà chính vì những chuyện vậy, khi mình nhìn lại mình lại cảm thấy căm tức những cái thành phần nó không có tính đồng bào. Thôi được rồi, từ 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 coi. Ở Mỹ này nó cũng giống vậy thôi. Nó không có lòng người. Ở đây tổ chức y tế đã báo cáo là cái số lượng COVID-19 ở Mỹ hiện nay nó tăng gấp đôi cái số báo cáo, chứ nó không phải cũng thật. Tất nhiên là ở Mỹ này nó trấn an thiên hạ, hiểu không? Thì là ví dụ ví dụ như là 1 triệu người, 1 triệu bị người bị thì nó chỉ có bộ tuyên bố là 500 người để trấn an thiên hạ. Đây là cái tin tức mà mình thấy chưa, gấp đôi số liệu chứ không phải đơn giản đâu. Nó có những cái mà mình cảm thấy là mình bất lực, mà mình không nghĩ là tới ở ở ở Việt Nam mình, bởi vì ta nghĩ Việt Nam vừa muốn vừa không, cái người Việt mình không nên quá y và cũng không nên cái gì cũng đổ thừa cho chính phủ cả. Nếu anh không hợp tác thì cái điều này nó còn khốc liệt hơn nữa, và có thể toang. Nó buồn bực trong bụng đó, không có, tao từ nào giờ tao vẫn tự hào đất nước của mình có những người dân mà kiên cường, nhưng mà tới bây giờ thì ta mới thấy là cái điều mình hy vọng đó, nó mất dần, có nghĩa là ở đâu đó nó cũng có những cái rất ư là mình thấy mình bất lực. Đây nè, ta cho mình coi nè, nó vẫn có những cái mà người dân phản ứng rồi đó, Đúng rồi không? có Rồi thêm những cái thành phần nó nhúng tay vô, không có đó nó thì kích biết động rồi, người dân, nhưng nó mà xúi giục người dân. cái người dân của mình đây này, trong công ty hễ phao tin đồn ra không chịu bình tĩnh, không có bình tĩnh là bắt đầu là nhốn nháo, là xách đít đi về tập trung, là nói chung là tất tần tật đây, nhiều cái cũng buồn cười, rất là buồn bực. Rồi mình không thể nào mình nói được cho nó hết cái ý của mình, có nghĩa là mình chỉ muốn nói là cái người dân bình tĩnh, mình tại vì người dân mình nó coi vậy á, phải nó thấy trong cái đại đó mà hãy chết một người là đủ, tự bảo đảm mày cả hàng mấy trăm người đúng hùng hùng rồi tháo chạy sợ mẹ không, có nghĩa là nó mất tập trung rồi không bình tĩnh, rồi nói chung là vô tình cái điều đó làm lây lan bệnh dịch, nó khổ cả. Bởi vì người dân mình biết nói là sao, nhức đầu. Nên là nó có những cái cảnh, nó có những cái cảnh mà tao không có búa chiếu lên là bởi vì như vậy, từ vô tình mình tuyên truyền cho những cái đó là bậy bạ, tao không thích thế thôi. Có nghĩa là ở đây nó có những cái thành phần là
coi như là không có tuân thủ theo cái đây này, đây ngay bây giờ cái thằng quỷ mã đáo thì cũng đưa ra, sáng mai thì rõ ràng cũng có những thành phần là trước mặt thì thân thái nó cũng kêu gào biểu tình, thấy rõ ràng nó mất dạy mất rồi, có nghĩa là nó không nghĩ tới cái chuyện gì cái chết người sống cả đó, vẫn hô hào và biểu tình, có người mất dạy vậy sao. Đây đây cái cảnh đây là người dân này, cho mày coi, Chỗ này nó không còn là con người nữa. ta không muốn mở tiếng. Đây nè, cái anh chàng này là đây. Anh chàng lấy một chiếc xe riêng và xông qua cái chỗ chốt kiểm dịch là không cho cái khu này, cái khu trong này là khu cách ly, người ta không cho ra. Ông này cố tình ra và chửi bới, cái này là coi như thuộc dạng chống phá chứ không còn cái kiểu người tới rằng ta Đúng không rồi. hiểu người dân thôi. Đó rồi an ninh với lại cảnh sát cái gì đó quân phòng là gô cổ bắt lại nó, nếu ai lại cọc ở đây ta nói bây rồi ta nhắc đi nhắc lại hoài, ở nước Việt mình có nhiều cái sự nhân dượng quá đáng quá đà làm cho người ta không sợ và chính trị cái đó, bởi vì mình phải hiểu cái điều này, có nghĩa là ở đây khi mà cái bệnh dịch nó không tha bất cứ một ai, đây là khổ đó gô cổ lại rõ ràng họ chống đối và họ ta hỏi mày có đâu có đói, nhắc đi nhắc lại hoài cái chuyện mà thời xưa còn đói ăn đói kìa mà không chết được, huống chi bây giờ ngồi yên một chỗ trong nhà cũng có người đem cơm đem nước tới ăn mà cũng không chịu, có nghĩa là người dân mình ta cảm thấy ta bất lực, bất lực ở chỗ là ta không hiểu được cái người dân Việt Nam mình nó như thế nào, không hiểu cái kiểu này mà bên Mỹ này nó bắn chết mẹ rồi chứ ở đâu còn đâu mà ngồi còng tay còng tiết gì rồi mà. Khổ mà rất ư là mệt mỏi thành ra đã không còn ta không còn cái sự gọi là hưng phấn để mà lên live mình nói nữa, bởi vì mình chúng ta đã nói quá nhiều rồi chứ không phải nói đây, ta không còn hưng phấn để mà để lên nói để truyền lại những cái tư tưởng mà cái đám bên này mà nó chống phá mình hoặc là những người dân, bởi vì mình nói giống như kiểu như nước đổ đầu dịch thì nó vô vọng quá, không mình lên đây mình nói mình nói không có gì gọi là nói thì nói làm thì nó làm buồn bực chính vì nó trùng suốt con người mình sao mà nó coi cái chết, nó coi cái chết rất nhẹ mà nó không hiểu được cái sự mà nó đem về như nó lo, nó thấy rõ ràng trước mắt vậy mà nó không sợ khổ. Mà khổ một cái nữa bố biết không, ví dụ chết chết ngay cái bản thân họ thì không nói, Đúng rồi, họ lôi người khác chết theo, cái vấn đề đó mà nó đáng bàn. bất lực, bất lực ở đây là mình là lực bất tòng tâm, tại vì Dạ. cái chính sách Việt Nam mình nó không nghiêm khắc, nó vẫn như vậy chứ thực chất á, rồi gặp thằng Mỹ là nó một là bắn hay là nó quýnh chết mẹ luôn, nó quýnh te tua luôn. Hoặc là xịt hơi cay rồi nó còng tay nó điện xe đưa đi chứ không có chuyện mà ngồi đôi chối rồi mà đã chạy xe ẩu tả rồi móc điện thoại dơ lên quay live stream rồi quay rồi chuyện là tao không hiểu nổi luôn, tao chỉ yêu cầu nhà nước mạnh tay thêm mạnh tay và răn đe đủ sức răn đe để cho cái người dân họ sợ, mày hiểu tao không, có thể là bắn què giò luôn luôn được. Mà biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người lên tiếng, người này người kia lên tiếng, nhưng mà không suy nghe gì đối với cái người ngoan cố như vậy, lớn già đậu hết rồi, ai cũng có đủ trí khôn hết rồi, đâu phải là con nít đâu, ông nào cũng lấy 40 50 tuổi hết trơn rồi, 30 40 tuổi hết trơn rồi, đủ trưởng thành để hiểu được cái nào mà nguy hại, biết hiểu được cái bệnh dịch rồi hiểu được cái sự lây lan của nó, ai cũng hiểu cả, tại sao nó làm vậy ta, không hiểu nổi luôn. Thì đương nhiên phải có một cái bàn tay của người tụi chống chống phá đất nước, tao hiểu điều đó, nhưng mà tại nó ngu đến mức độ là tại thời điểm này kể cả nó cũng bỏ mạng luôn mà nó không nó tỉnh bơ, nó bỏ mạng thì kệ mẹ nó đi, rồi còn gia đình nó còn vợ con còn con cái đủ đó, nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó mà ta thấy nó vô lý, người dân Việt Nam mình bất trị, rõ ràng bất trị. Thôi bố xuống bố đi chợ, tao kiếm cách để tao đi chợ, chờ tôi đi hết Dạ. tóc. Ok, cảm ơn con. Cảm ơn. Kiên Giang nghe này Kiên nha. Ở với Việt Nam hình tình hình hiện tại bất cứ một cái luận điệu nào mà mang cái tiếng đói ra bào chữa đều là ngụy biện và xảo ngôn nha Kiên nha. Bởi vì sao? Dịch bệnh mà không kiểm soát được á, cái đó lúc đó mới thực sự là đói. Kiên Giang hiểu không?
Còn thời điểm hiện tại đừng bao giờ mang cái câu đói ra đây mà biện hộ cho những cái hành vi, những cái hành động của mình. Cái này nói một cách nghiêm túc. Thậm chí nha, cái sự thật đó, chính những thời điểm này, những người gọi là yếu thế, họ còn no đủ hơn cái lúc họ bình thường. Mọi người công nhận không? Bởi vì chính những thời điểm này là họ nhận được rất nhiều đồ của những nhà mạnh thường quân, chưa kể gọi là của chính quyền nữa nha, đúng không? Cho nên đừng bao giờ mang cái câu đói ra đây. Và đặc biệt cái truyền thống của người Việt Nam mình, những cái lúc như thế này họ luôn san sẻ cho nhau. Cho nên đừng bao giờ mượn cái hơi đói ra để đánh lộng vào cái lòng xót thương của dư luận và biện hộ cho cái hành động của mình. Nó hoàn toàn không có chính xác một miếng nào. Dịch bệnh không kiểm soát được á, lúc đó mới thực sự là đói đó. Nha. Lúc đó mới thực sự là chết đói, chết vì đói đó. Cho nên cũng rất đồng cảm với chú Cầm. Đúng không? Mặc dù chúng ta chỉ là những cái gì đó nhỏ bé, đôi khi chúng ta cảm thấy bất lực. Chúng ta thường xuyên ngồi cùng chung với nhau trên những cái live như thế này, luôn xuyên suốt một cái vấn đề là khuyến khích, mong người dân nêu cao ý thức chung tay phòng chống dịch. Đó là điều đáng ghi nhận, đúng không? Và chúng ta đã thể hiện hết mình rồi. Chỉ tiếc rằng giống như chú Cầm nói, chúng ta không phải là những người nổi tiếng, chúng ta không phải là những người có ảnh hưởng với cộng đồng, cho nên cái tiếng nói nó không được lan tỏa. Thì chính vì vậy khi chúng ta nhìn lại những cái thành phần kia, những thành phần có ảnh hưởng với cộng đồng, có tiếng nói trên xã hội, thì họ lại làm toàn cái chuyện ngược lại. Ông nào nhẹ nhàng á thì chỉ đơn thuần mượn cái câu chuyện này để đánh bóng tên tuổi thôi, đúng không? Còn ông nào khác nữa thì lại mang những cái ý đồ khác, từ kinh tế, mang lợi ích cá nhân. Đặc biệt mấy cái ông YouTuber mà mọi người thường dùng từ YouTuber bạn, kiếm tiền thì mọi người kiếm cả đời mà, đúng không? Cái dịch bệnh này nó ảnh hưởng cả dân tộc, đúng không? Tại sao những người đó ông chịu nhìn ra? Nếu những người dân có vấn đề gì đi thì những cái view của họ làm á, ai xem? Những cái clip họ xây dựng lên đó, ai xem? Cho nên tại sao chú Cầm mà không cầm được lòng á, thưa quan rất là hiểu, thưa quan rất là thấu cảm với chú Cầm. Rõ ràng một câu chuyện chúng ta chẳng là gì hết trên cái không gian mạng này, hay trên đất nước này, hay trên xã hội này, hay trên thế giới này. Nhưng đâu đó tận đáy lòng tất cả chúng ta, đúng không, cũng vì một mục đích. Nó không nằm ngoài câu chuyện muốn người dân cùng nhau đoàn kết vượt qua cái dịch bệnh này.